Vào lúc 6 giờ sáng nay, ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ dầu 1 đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền nghĩa vụ cử tri tại khu phố 5 phường Phú Mỹ. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố Thủ dầu 1 khai mạc ngày hội toàn dân. Tại khu vực bầu cử, cử tri đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn và đảm bảo giãn cách. Được biết, tổ bầu cử số 5 phường Phú Mỹ có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, 7 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. 5 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 12 và 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.